có một câu hỏi muốn hỏi cô. Ngày hôm đó, ngay trong cơn mưa tầm tã, học giả Ha đứng trước mặt ta. Cô không hiểu việc đó có ý nghĩa như thế nào hay sao? Vào đêm ngươi biến mất trên núi In Hoàn, ngươi cũng mất trí nhớ à? Hoàng tử, ngươi muốn gì? Ngươi muốn có được gì từ ta chứ? Xin thứ lỗi vì thần không nhớ gì cả. Ma Dương, ngươi phải phục chế lại bức tranh đã bị cháy này. Hả? Mắt của ta chắc chắn là Ma Dương đang ngủ trong cơ thể của học giả Ha, không sai vào đâu được. Bà ấy đang chuẩn bị nghi thức để triệu hồn Ma Dương.